cháo được rồi em đưa. Nó mới chặn lần đó, còn tới ngày 3 đây. Em cũng không rõ nữa. Trong từng bát nè anh, em mượn rương hai rương rồi. Anh không tiền dạng không? Không, anh hết tiền dạng rồi. À, kiểu này tí nữa gia hạn cái nón nữa. Để mai đi copy và là mình chủ nữa rồi. Ờ, cái áo này cũng gần khách hàng, cũng được, bỏ đi. Mới chủ gia hạn lần đó. Ừ, mới gia hạn hôm kia. Rồi, đi đồ rác anh em nha. À, mới cái nem món hơi mẹ nó cứ đi đổi đi, nó đại thì mở rương thì được cái gì được nha anh em ơi. Được cái gì đồ u lung thì có đồ mà đi liên đấu luôn, còn không thì thôi bỏ. Giờ không có đồ bệnh viện mà. Hôm qua Khải mới mua cái giày u lung bệnh viện nha anh em, mới mua giày u lung bệnh viện này. Chỉ Khải mới được mua được cái giày này thôi. Ừ thì cứ cố gắng theo thôi anh em, rồi đánh tới đâu hay tới đó thôi. Giờ một số anh em nghỉ thì còn lại những người chơi thì cứ chơi thôi. Bây giờ biết sao. Rồi thì đổi rương, mở rương cho anh em xem. Khải còn dư cái xài dai 19 là không? Để anh tí mừng copy tất cả. Không anh ơi, em có hai bộ ăn ban mà em đi hai hạt hết rồi. À đi hạ luôn hả? Ừ, đưa cho hạng nhiều mà nó không đi. Đi thôi. Đổi rương kia một phái. 13, 12, 13, 17, 14. Ok. Một rương. Mở. Bao tay chút phượt. Đồ, má bao tay nằm đọc. Vãi lồn. Má bao tay có rồi, đi cho bao tay nữa. Chết thì chứ. Tay hồi sáng mượn anh Nam rồi nè. Duy. À. Mẹ bao tay mượn rồi, đem ra thêm bao tay nữa. Má bao tay. Em đọc bao tay này, à bao tay này kháng băng được đỡ đánh em mi ngoái đây kháng băng. Ừ được nha, ngon ấy, kháng băng làm chậm được cứ tưởng phòng thủ nhưng mà kháng băng là được. Đồ thì chuẩn bị một mớ rồi, giờ còn món rác nào nữa ta, má thiếu món rác đổi hồng kim môn phái một món nữa ta, ra món rác chiều thiếu đúng một món nữa. Còn tiền dạ anh Duy, ơi mua cho anh hỏi chị muốn mua kim tìm anh. Em mua kem em đó. Đợi em gom tiền dạng em gia hạn cái nón một tháng thôi. Đợi cầm cái nón ngoài bệnh đánh. Chị còn 4 cái máy em mua kem em đó, không đủ mua không kem đó. Đợi lại mong rác mà. Nhận minh ảo. Ok em. Rồi ok. Giờ đi đợi Thương Dương của trung tâm. Ok, đổi rác. Đổi này, đổi đi hùng kiều môn phái này, 3 món nha anh em. Một cái đao thiếu lâm này. Một cái nhẫn minh ảo này. Một cái dây u lung này. À, lá xu rồi. Chưa xu. Thiếu xu rồi. Đi đổi xu rồi. Ở đây làm một rương nữa nè em ơi, hai rương. À, kiếm cái đồ gì em đọc cái áo u lung đồ cũng đỡ đi, khỏi mấy công gia hạn. Anh Duy coi áo em hết hạn này, má giờ nó ra cái áo luôn, là 15 ngày là có đánh võ lâm minh chủ luôn á. Quảng hay thấy cho. Ừ. Má mong cho nó cái áo u lung, cái nón u lung được, khỏi gia hạn. Làm như làm được gia hạn là được, gia hạn tốn tiền quá. Gia hạn đánh một dạ, tháng mới đánh. Rồi đứng kiểu môn phái. Đào thiếu lâm này, giày năm động này. Nhẫn năm động này. Rồi mở rương này. Trời ơi, đau lông ngủ lông nó đủ má sao đồ con thiên vương không trời. Má chết thiệt chứ. Hôm qua một cái đai ngự lông, giờ một đai ngự lông nữa, vãi lông. Chết rồi. Mua hai món nữa. Một kim.
hai món. Hai món rồi nó chạy rồi. Rồi ok, làm tiếp một phát nữa cho anh em xem. Má rừng thứ ba thử được gì nha. Cái đây đường thiên vương này thời hạn mình chắc bỏ này. Làm thêm một cái nữa. Xem chơi ngu thực ra là cái gì đây. Đổi rừng kiểu môn phái. Ba phát, ba rừng tính ra ba rừng nhất đầu. Mở. Rồi xong, giày mộng lâm. Chú lâm. Má. Phái thiệt, mắc mớ tiền đéo được gì. Tấy cho anh mực đó, nó dài. Hả? Tấy cho anh mực nó dài. Ừ. Gia hạn nó là đánh vào là minh chủ. Gia hạn kêu môn phái 1 tháng. Xong. Hết tiền. Làm cái nón phát thấy hết lúa liền. Hết đói liền. Hai nhận dịch cốt. Đại định quốc rồi. Mới gia hạn cái nón 1 tháng nha anh em. Má không có tiền gia hạn thêm cái áo nữa, được đánh năm đồng và có áo với nón là đẹp, bao tay không có. Cái áo này nè mày. Vì là cái áo 1 tháng này off game tí nữa nhận phiếu bên đi, nhầm chứ. Tí nữa nhận cái lỗi phong chữ hả? Lỗi phong chữ thì như là trong mỗi cái thuật trong cái thuật auto á, nó có cái phần fix lỗi á, fix lỗi của phong chữ á. Thường thường như chơi server nào thì nói chung là cũng dở mà, fix lỗi phong chữ dở mà. Gia hạn không kịp môn phái. Sẽ đừng quắc mới kích được, mượn sẽ đừng quắc. Đẹp hộp, cái đi ngủ nè.
Ơi, nhặt hộp thôi. Làm tôi nhặt hộp nữa, ngủ thôi em ơi.